Giờ mình về mình ghé chợ Kinh Đào mình bán cá. Xin mời ông bà cô chú bác anh chị em gần xa trong và ngoài nước hãy xem giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống mua bán tôm cá của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời ông bà cô chú bác anh chị em mình xem nhé. Giờ mình xúc cá lên bán. Đây là vợ của mình đang ngồi bán. Xin mời ông bà cô chú bác anh chị em mình xem giải trí cho vui nhé và cảm nhận cuộc sống mua bán tôm cá nhỏ lẻ của mình nhé. Cá đi chị, có tiền lẻ không? Thôi đi, đang quay rồi. Vậy 35. Có tiền lẻ nè. Có tiền lỏng lỏng nó kẹp đó nha. Có chai vậy? Nhiều. 35 hay 25. Gì? Nè bỏ vô bọc đi. Qua cho. Tu. Cá mập ngon lắm chị. Để cá này bớt đi, có kèo nha. Kèo bớt giờ lấy ký gì lấy 90 á chị. Cá đó 102 bán 90 à chị, chắc là chưa rồi bán rẻ về luôn. Rồi cái bọc đó. Cá sông thiên nhiên luôn mà, cá này là ngon nhất luôn á. Trong này bây giờ ủa, chết hả? Trời luôn rồi em bẻ cạn vô. Đây là chợ Kinh Đào. Rất là đông. Đi đây nè. Đi. Xe không kìa, đi coi. Là gái. Có cỡ nữa. Đây ngồi bán với mẹ kìa. Dạ, ngồi bán đàng hoàng tới. Cỡ nữa. Cua này cua cái xo không là chết ngon lắm, gạch cái xo không tét ra gạch đầy luôn á. Nè sao cái xo không, cua này ăn biết ăn ngon hơn cua bự nữa, nó đặt thịt đi theo cái xe đi về đây nè, chắc lắm cua sông mà thiên nhiên. Cái này thì nó nhỏ, nó bị rụng á. Rồi, lấy này, lấy hết đi. Cua này ngon hơn cua ấy nữa. Rồi. Cái nào để lên mượn thì đợi. Về hả? Thì là mồi cái gì? Giờ đến căn rồi. 24 giấy muốn bán luôn. Chưa rồi bán đại về luôn á chứ ơi. 24. Rẻ lắm không có mắc đâu. Cua này ăn bao luôn. Bán rồi chị bỏ vô đó đi. Con nào không ngon là đổi lại luôn. Ủa cái này của ai? Của em. Dạ. Để căn bán đi rồi hầu giờ đem qua xong. Để xong. Họ gửi chỗ nào đó, chỉ nó gửi. Không có căng đêm gì nè. Ờ, rồi rồi. Nửa ký cá kèo. Cái gì? 800 đi. Có tiền à? 800. Có không có tiền lẻ đó không? Có
850 gram hả? Cô tính dùm con, cô nhắn máy dùm. À, 816 4832 là 192 ngàn. Với kia 12 nữa. Rồi 204. 200 ngàn đi. Phải không cô? Tám trăm rưỡi là con tính đây là 204 lấy 200 thôi. Dạ thì đó bớt 4 ngàn. Tính 850 đó bớt 4 ngàn còn 200 chẳng rồi. Rồi có chừng nó cắn đó nha. Chị mang cá ngát lấy chị, cá ngát xong ngon lắm chị, béo dữ lắm luôn. Cá bông cát hả? Cá bông cát của chị nè. Rồi đợi em tí rồi chị. Ngồi xích vô, ngồi xích vô. Ngồi nhìn tao mua, sao ngồi đó. Rồi, cảm ơn cô. Nè, đây nè. 50 ngàn. Ai hả? Mới đây mà. 50 ngàn cá rồi. Nó có bọc. Rồi. Để em lấy cho chị. Có cái bọc nữa chơi chơi cái bọc nữa nè. Ê, cái bọc nữa. Alo. Dưới đường để mâm không? Biết không? Ngồi quay qua bán cho ngồi quay vô, ngồi ra ngoài nè. Kêu nó mua lại đi về nắng nè. Rồi, nay về trễ quá, trưa quá rồi. Hết khách rồi. Bữa nay về trễ quá. Bán chắc không hết quá. Chị ra ngồi coi bán kìa. Alo. Này đi trưa quá, bữa nay bán hết người hết khách rồi. Về trưa trễ quá. Nói gì? Nói gì cầm chứ nè bà nội. Hết người rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào đại gia đình thân quen mới biết và chưa biết, hãy xem kênh của mình giải trí chơi vui nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều.